Chào ơi, quay lại kênh mạng phân cụ của mình nhé. Đầu tiên vào xem video thì mọi người nhớ comment like hay chấm hay gì đó hay là bình luận gì đó để chào nhau một tiếng nha mọi người, để biết là mình đang xem, ai đang xem nha mọi người. Rồi là mình cũng rất là cảm ơn những cái like và đăng ký của mọi người. Mọi người đăng ký thì để nhận được thông báo khi có video mới nhất nha mọi người. Hôm nay thì đây có một số đồ như thế này, dài dòng nữa mình đi vào cái tụi nó luôn để báo giá cho mọi người. Mọi người ưa con nào thì quất nó về. Đầu tiên này, bà này, con này là Mai Hitachi 18V. Mai Hitachi 18V ngoại hình thì nói chung là cũng được đẹp lắm. Cái này gì kia kéo cái gì này, mười tám vốn nha mới, ngoại hình cũng được đẹp lắm đó. Đó để thử với con mình đâu. Ngón anh kinh đa đó, 18V nha mọi người. Thân máy con này mình bán là 1 triệu, 1 triệu nha mọi người. Đây 1 triệu máy may 18V Hitachi số 1 a nhâm 950, thân máy 950 vẫn 50 đây. Ok. Hai hai bạn này Hitachi 14DKR thì vậy, con này không chổi than nha mọi người, không chổi than nhưng mà nó không có chỉ được đâu nha. Cái dòng này giống IDT 13 của Makita, lực rất là mạnh nhưng mà nó không có chỉ được thôi. Máy thì ngoại hình cũng không được đẹp lắm đâu, nói chung là được mình nó không được đẹp lắm thôi, nhưng mà thật ra cũng được khoảng 80% á. Mấy cái bật này ở đây thì là cái bàn phím này cũng bị cái bàn phím này cũng bị rách rồi nhưng mà không sao vẫn ấn được cái nó. Ủa, sao nó không có thẳng ta? Bật đèn này, tắt đèn này, bảo pin này, ok. Khi ta chia 14 nha mọi người, không rửa than. Đâu không rớ nha. Điều tóc đã siêu thì ok, mà sao không có thẳng với những rõ này. Đấy là không rửa than phải có thẳng chứ, hay là do cái đời này mình cũng rõ nè. Mà đây, thân máy 1 triệu nha mọi người. Chắc do cái đời này á, chứ không rửa than thì làm gì có chuyện không có thẳng được. Một là có hay là không thôi. Số 2 thân máy 1 triệu nha mọi người. Số gì, số 3, số 3 ba này đẹp này, Panasonic EZ 115P, con này sản xuất Trung Quốc, sản xuất Trung Quốc nha mọi người. Đồ bại này đẹp, con này còn đẹp lắm, con này có đen rồi này, 115, 116. Dòng này thì tôi hỏi đầu VIP của nó nữa. Gì thấy dưới âm trên. Ủa sao sai ta, không nghe đợi chút nhá, đẹp vẫn được ăn à. Ủa không chạy, mới nhớ con này mà chạy là chạy mà thế. Đây nó bị sổ cái kẹp mất rồi, hôm bữa có một con 6505, chắc cũng vậy, chắc cũng thế này mà nó chập chờn đấy. Rồi tiếp nhau ấy, mở đi hai này kia kẹp
kẹp nó bị tuột dây mất. Đi nữa. Rồi. Đến khổ. Có đen mọi người này. Đó. Đây chế độ chậm, đây chế độ nháy này. Bana nha mọi người. Mày chưa vệ sinh nhá. Số 3, thân máy vỏ pin 500. Bana 115, 115 này hình như là chưa gặp bao giờ, thân thể 113, 116 thôi. 1112. Mà nó chưa thấy 113 bao giờ. À số 3. Thân máy vỏ pin 500. Ok. Số 4, con này cơ kiếm Ryobi 10.8. Cái này thì mình nói thật là không có, mình phải thử xem nha. Thường thường Ryobi để dưới con này, để ấm này, nhưng mà mình không có pin để thử. Thử đài thôi, thấy nó sáng đây, thấy nó có sáng đây, thì thôi mình bán là không thử nha mọi người. Bạn hên xui đi nhá. Nó gặp được này. Đó, gặp được nha mọi người. Đó. Đó, cửa kiếm Ryobi. Đồ dự gửi đồ thì đầy đủ rồi đây. Cái này cái gì đây? À, kéo ra đây để nhảy thử vào này. Đó. Con này khá là đẹp, 12V. Một tớ con mới đẹp trong đây nha mọi người. Cái này thì mình có bình thử bắn mù 600. Số 4 600. Nhá. 5. 5 ở đây mình có một cái lãng đông 916. Lãng đông 916 rét rượt chứ đây. Cái thứ thế này cũng khá là nổi tiếng về mấy cái đồ thủy lực hay là về đồ điện lệnh nó này này. Mình thấy khá là nổi tiếng đấy. RES đấy nhau rồi. 916 thì về dùng 12V thôi. Đó, là ổng đông nha mọi người. 916. Thân máy bỏ pin. Ok chưa? Đẹp. 350 nhá. À, nó còn thiếu những cái đầu gì ở trước này thì mình cũng rõ, không hiểu về cái điện lấy nữa. À, 5. Thân máy vỏ pin 350. Sáu. Bà này đi, bà này hình như là 132, 133. Cái tém thì nó bị mất rồi. Nhưng mình nhớ là con này hình như là 133 thì vậy. Đâu, đâu cứng nha mọi người, đâu cứng nha. Thử xem nào. Điều tóc thẳng ok. Đã chiều ok, full chức năng đó. Không giỏi than, ba số chỉ được ok. Ngoài hình thì con này cũng được đẹp lắm, nhưng con này vệ sinh đã thì mình nghĩ là đẹp à. Một ba ba 950 nha mọi người. 950. 2, 4, 5, 6. 950. Thân máy 133 hay 132 gì mình nhớ, nhưng con nói hình như 133 thôi ạ. Ba này mình VIP này, lâu lắm rồi mà thấy này. Ba
cái này hình như mã của nó 7300 hay gì á, 7300 hay 7301 gì á, mất cao su rồi, mất tém rồi. Bài này là đầu kẹp 13 giây auto lock này, hai số nhanh chậm này. Và cái này á, cái này là nó vừa dùng pin mà vừa dùng điện 110. Điện 110 là nó có cái đế 110 như thế này mọi người này. Nhưng mà ở đây mình không có cái đế 110 nên mình không có tải được cái 110 nha mọi người. Mình chỉ tải được cái 12V thôi. Nếu như mà tải được cái 110 thì mình sẽ bán giá khác, mà không tải được thì mình sẽ bán giá khác nha mọi người. Đó, điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok, máy rất là mạnh nha mọi người, nhanh chậm này. Đó, motor tôi chạy như phản lực. Đó, được chưa? Rất là mạnh nhá. Máy thì cũng còn rất là êm mà. Cái này mà tải được nữa thì bên là bán 650 700 rồi. Nhưng mà bây giờ nữa thì bên bán là bao nhiêu nhỉ? 560. 2 4 6 7 560 ngàn. Bán này nhá, 560 nha mọi người. Không có cái để 110 để thử, mình chỉ thử 12V thôi, thử pin thôi. Tiếp 6470, 6470, 6470 này là made in Japan, con này thì rất là ngon, rất là được chuộng, bật lên nhá mọi người. Về mọi người tự vệ sinh nhá. 6470 đều tóc thắng. Thắng lúc có không nha mọi người. Bây giờ có này. Có này. Mình nhớ công tắc rồi à, có thế. Thẳng lớp có lớp không, cao su của con này thì con full này, con full cao su chỉ bị một xíu ở đấy thôi, cao su gần như full. Tem hai bên thì bị rách rồi, rách chứ chưa mất. À, đầu đầu ok nha mọi người, đầu ok nha. Thân máy vỏ pin 500, cái này về mọi người vệ sinh lại công tắc xíu. Tám thân máy vỏ pin 500, 6470 nha mọi người. 6470 này khá là được chuộng á. Rồi tiếp bài này 7442, 7442 này lên đầu tiên thấy này, 14V còn đang có búa. Nhưng mà sao mà một tớ kỳ nhìn nó to quá lắm. Đo thẳng giờ không tắt rồi, giờ không tắt rồi nha mọi người. Về mọi người tự vệ sinh này không tắt. Đầu này đầu kẹp 13 là auto lock này. Ba nên mày ghế luôn á, được chưa? Về mọi người từ vệ sinh này cũng tắt nha mọi người. Con này 650 đi, số 9, thân máy vỏ pin 650. Mười con này 7441. Có này thì
ngoại hình rất là đẹp, chỉ có cái đầu nó không được đẹp thôi. Ngoại hình thì đẹp, chỉ có cái đầu nó không được đẹp thôi. Điều tóc thẳng ok, đảo chiều ok. Kẹp 13 tự do tua lóc nha mọi người. Cảm giác cái đâu sao mà thấy nó hơi đảo đảo á. Mình có cảm giác cái đâu nó hơi đảo đảo sao á. Là con này mình bán rẻ cho mọi người đi. Thân máy 500. Bình thường là 7441 này mà con xấu thân máy là 550 600 đó nha mọi người. Số 10, thân máy 500. Mười thân máy 500 nhé. Rồi tiếp ở đây có một con bắn đinh mắc 7V2, có sẵn đinh đây này. Con này đinh 10 hay đinh 12 gì đó, mười hay 12 gì đó. Những đinh này thì ra bán thành phẩm mua có hết nhá mọi người. Mọi người mua đinh này cứ ra phần phòng phẩm mà mua, cửa nào cũng có hết đấy, cho nên người mua ở trong kia tiệm gỗ. Tiệm gỗ là chưa chắc là có những kia chuẩn đính này đâu. Đó ok nha. Đó thấy chưa, cục pin này thì là cũng con khá là cầm, nhưng mình chỉ tính là vỏ pin thôi nha mọi người, tính là vỏ pin thôi. Thân máy vỏ pin 700 hệt kéo. Đấy rồi, 11. 11 thân máy bỏ binh 700. Này, 11 thân máy bỏ binh 700 nha mọi người. Mười hai ở đây mình có một con bản đinh Hitachi 14V. Hình như đây là đinh 13 này vậy. Nó có 13, số 13 ở đây. Mình nghĩ là đinh 13 nha mọi người. Này, sự mày luôn. Đó. Mà nó ok nhá. Rồi, con này thân máy. Con này mình có vỏ vít. Thân máy 700. 12 thân máy 700 nhé. Đây. Hai con khoan bê tông. Hai khoan bê tông là tí giá rẻ. Ai thích là tí giá rẻ thì nhau vô đây. Có hai con đây. Đây tí rẻ. Nó tí giá rẻ đây. Con này là 6811. Được chưa? 6811. Này. Nó bắt con vịt vô đấy, như cái chỗ này bị gì ạ? Vỏ pin này. Được chưa? Âm dưới dưỡng trên 6811 nha mọi người. Bà này hình như 6812 này. Đó, có đeo tóc nha mọi người. Có đeo tóc. Đây mình sẽ thử từng búa cho mọi người xem này.
Đây. Những con này búa hơi. Mình phải nhấn vào thì nó mới có búa nha mọi người. Đó. Chụp chà. Thì cái chiếc nhẫn vô này tệ búa này. Mình cam đoan là búa biết đâu ngon nha mọi người. Còn không thì lấy cái mũi khoan bê tông á, cắm vô, dòng xuống thì sẽ nghe từng búa. Đó, máy ngon. 6811. Thân máy, vỏ pin. Được chưa? 6811, thân máy, vỏ pin. À, này bao nhiêu nhỉ? 900 đây. 900, 6811. 13. Thân máy, vỏ pin, 900. Có đưa tóc nha, không phải có đưa tóc nữa nha. Rồi, tiếp 36812 này. 6812. Ba này cũng con khá là đẹp. Ba này thì cơ chế nó cũng giống bao kia. Ba này sao mà có búa rồi này, ba kia là phải nhấn xuống mới có búa. Giờ hai ba này là cái cơ chế nhóm khác nhau rồi. Đó. 13, 14. Thân máy vỏ pin 1 triệu nha mọi người. 14, thân máy vỏ pin 1 triệu. Riêng cái vỏ pin là 200 ngàn rồi. 14, thân máy vỏ pin 1 triệu. Chưa. Để mình tẻ thẻ thứ mấy con Nati 204 đi nha mọi người. Đây có một con cưa Nati 3511. Con này có lưỡi cắt sắt ở đây. Lưỡi cắt sắt 1 tập 8 như vậy. 1 tập 7, 1 tập 8 gì á. Nhưng mà nói chung là cái lưỡi này thì nó cũng gọi là mẹ rồi, ngon nữa rồi. Cái lưỡi cắt sắt này nó cũng ngon nữa rồi. Coi như là mình bán cái máy tăng cái lưỡi nha mọi người. Bán cái máy tăng cái lưỡi. Mình không tính tiền lưỡi nhá. Rồi đây là cái vỏ pin 24V. Vỏ pin này thì có cái mạch báo pin, nhưng mà nó bị mất cái tem ở đây rồi. Được chưa? Máy thì còn đẹp. Con này cũng có nâng hạ van ở đây nha mọi người. Đó, nâng hạ van nhá. Rồi, để mai. Xoáy hướng này là dương dưới âm trên. Cái tiếng này á là do mình chưa bàn cái nó chắc này. Đó thấy không? Để mình bàn xiết cái lưỡi này này. Xiết cái lưỡi này nha mọi người. Đó, máy rất là mạnh, có thẳng luôn. Nó chạy như máy điện đó nha mọi người. Rất là mạnh, có thẳng luôn, nó chạy như máy điện đó. Rồi, xong 73 nó tí 24V đây này. Bà này thì mình bán như là không có lưỡi đi. Lưỡi này giống kiểu mình tăng kèm thôi.
650 nhá. Thân máy vỏ pin 650 nha. Từ đây thì nó cũng mẹ lắm rồi, bên bản coi như tăng kèm thôi nhá. Thân máy vỏ pin 650 nha mọi người. Số 15. Thân máy vỏ pin 650. Rồi, xong máy 3AT 24V rồi này. Bạn này. Bạn này. Sao đây? Bạn này là Makita KS511D 18V không chổi than, gửi 1 tấc 5. Con này cũng sản xuất made in China luôn nha mọi người. Nhưng mà con này thì mọi người thấy này, nó bị gãy chỗ này và nó cũng không nâng hạ được. Nên là con này thì chỉ có là để chế nó như thế này thôi, để chế cái bàn như thế này thôi nha mọi người. Đó, còn nghiêng, nghiêng thì nó vẫn nghiêng được, nghiêng 45 độ vẫn nghiêng được đấy. Ok nhá, vẫn nghiêng được 45 độ và nó bị mất cái miếng ở phía trước này, mất cái miếng chụp ở phía trước này. Cái lưỡi chụp này thì con này, cái bảo vệ lưỡi này thì con này, được chưa? Đó, rồi là cái lưỡi, lưỡi của nó thì là con rất là bé nhá mọi người, lưỡi 125, lưỡi 125, 20, à 40T, 40 răng. Con rất là bén. Rồi nó rồi chuẩn luôn này. Được chưa? Rồi, để thử máy. Này, đèn sáng này, được chưa? Đó, đèn sáng có thắng, ngon lên kênh đào. Ok chưa? Đó, như thế này mà chạy ngon. Mới ghế chứ. Hết pin rồi này. Rồi, ok chưa? Con này mới bán 900 nha mọi người. Mọi người về thích thì chế cửa bàn, không thì làm là sai như thế nào đó tùy mọi người. 900. Số 16. 900 nhá. 16 900. Chạy ngon. Được chưa? 17. 17 ba này là cưa Hitachi 18V không chổi than. 18V không chổi than nha mọi người. Đó. Nâng hạ bàn. Nó đang bị kẹt chi thế. À đây, rồi, ok. Nâng hạ bàn ok này, nghiêng bàn. Nghiêng bàn thì cái chỗ này là nó bị mất kia. Cái núm để vắn á, mất cái núm để vắn thôi. Chứ không sao hết nha mọi người. Rồi, ok. Có bộ chén này. Không có lưỡi thôi. Có bộ chén. Con này thì nói chung là theo mình nhận định thì con này vệ sinh lên rất là đẹp nha mọi người. Này, như ở trước này, rất là đẹp này. Vệ sinh nó rất là đẹp, đèn sáng này, được chưa? Ô, không chạy, không chạy, mà cái đèn xíu này đâu, sáng này, bị kẹt tiếng ra, bảo pin, thử pin này, để mình lấy thử pin 18, tại thử thử gói nhá mọi người, rồi, thử pin 18 vào nó cũng chạy, sáng đây như thế này thôi, đó, thì bàn sạc về cho mọi người sửa. Con này rất là đẹp. Con này con đẹp, đèn đủ con sáng luôn. À, bao nhiêu thôi? 17. 600 nha mọi người, 600. Đèn đuốc được con sáng, về mọi người tự sửa nhá, 600 nhá, máy rất là đẹp. Đó. 17 rồi. 18 này. 19 này. 20 này.
đây một đây hai ồ bảy đây 18 18 con này vỏ pin đâu để mình đi kiểm cái vỏ pin con đây kiểm là cái vỏ pin này Nati 12V Nati 12V Cati 3/8 máy thì con cũng khá đẹp đây sạch sẽ đẹp đẽ đây ok chưa vỏ pin này vỏ pin cao luôn nhá để cho nó xem cũng như chưa cũng hơi mệt rồi nên nói hơi nhỏ mọi người thông cảm nhé mọi người nóng mà không có giá bật quạt thì cái video nó ồn cho nên ngồi đâm đê mồ hôi à, đó chế độ cắt nhánh này qua đây chế độ cắt chậm này ok chưa rồi ba này thân máy vỏ pin 500 nhá mọi người vỏ pin cao đã hoa nhá 18 thân máy vỏ pin 500 rồi 19 là cái đèn mang guitar 14 18V có dây đeo đâu đeo hoa này được chưa cái tem thì nó cũ rồi cái tem nó cũ rồi nha mọi người nó mất cái nút su ở đấy rồi nút su bảo vệ đấy này rồi cái ông đây này thì nó hơi nứt ở đây nứt thôi chẳng sao nha mọi người tại thử nó xem bấm một cái ok xả đây này bấm hai cái ô đèn trên này nó không sáng thế ừ nó sáng luôn mới sáng cái hết sáng đó à đây 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 này xả này xả này xả này gió cục pin nha mọi người cục pin nó không ăn nữa đó sáng dưới này sáng trên này tắt này sáng dưới này sáng trên này tắt này được chưa 14 18V đều được nha mọi người cái này mình bán 400 đây một giá rất là hữu nghị 400.000 14 18V đen 19 400 thân máy rồi 20 ở đây mình có một cái cắt tia ren Hitachi 3/8 là tia 10 Hitachi thì nó đặc thù là hai mặt rưỡi mặt trên nên mòn thì mọi người đổi xuống mặt chiều nay mọi người cắt được nhé Hitachi đây chế độ cắt nhanh cắt chậm này ok chưa bảo bình ok luôn ngoài hình máy thì như thế này này mọi người xem nhá máy còn đẹp nhá mọi người đó 3/8 rồi con này thân máy bị bán 600 nhá Hitachi 14V cắt tia ren 3/8 thân máy 400 à 600 20 thân máy 600
Đây, đây có một con gì đây? Khoan bê tông Nati drill EZ Hammer drill là khoan bê tông 6802. Đây con này thì là cái vỏ nó bị mọt vô đây này, bị rụng vô đây luôn này. Cái này thì về mọi người gò ra nhá. Nhưng mà cái quan trọng là nó bị mất cái nút cái này gọi cái gì ta? Nút chuyển chế độ. Đó. Thấy chưa? Mất luôn cái nút chuyển chế độ luôn. Thì ở đây mình có một cái nút chuyển chế độ ở đấy này. Nhưng mà không phải của nó. Đây mình có một cái nút không phải của nó. Nhưng mà của con cái này của con Nati 6803 à 6813 hay 6803 gì á, cũng là của Nati. Hy vọng là nó vừa. Thì về mọi người chỉ là thì xem. Mọi người có thể cắt như thế này, mọi người để mọi người chỉ thử xem nha mọi người. Đó thì mình cho cái này đưa thêm cái này về để mọi người chế. Thì con này thân máy vỏ pin mình bán 500. Để cho mọi người xem có tay cầm nó đang hoang luôn nha mọi người. Dương dưới âm trên con này sống chế chứ mình bán 500 này đây thân bản vỏ pin. Vẫn chạy bình thường nhá. Ok chưa? Cái này thì về mọi người gõ ra lại rồi mọi người tích kéo lại thì dễ đó này. Quan trọng là cái này. Cái này thì về mọi người lấy cái này chỉ thử xem. Mình nghĩ là kiểu này nó vừa với nhau à. Cũng là nó tí với nhau thôi. Được chưa? Thân máy vỏ pin 500. Đưa thêm cái nút này về để mọi người chế. Mình dán cái nút này vào để kẻ mất. Nút chuyển chế độ này. Đó. 21 thân máy vỏ pin 500. Chờ. Rồi 22. 22 là một con mắc khoan bê tông mắc không chổi than. Con này là 25.2 có thân máy với vỏ pin luôn. Đó, chế độ phần búa rồi là khoan thường. Được chưa? Con này không chổi than nha mọi người. Không chổi than nha, không chổi than chứ không phải là có chổi than đâu. Rất là mạnh dòng mắc này thì thôi. Mạnh bá đạo. Đây, để bỏ pin của nó. Thì pin không có pin 25V6 để mình thử cho mọi người, 25V2 để mình thử cho mọi người. Nhưng mà con này thì để pin 14 vào vẫn chạy được nên mình để pin 14 mình thử nhá. Đang thử pin 14 nha mọi người. Ghê chưa? Điều tốc thẳng đàng hoàng, có đây này. Đã chưa? Nghe tiếng motor nó xuống chưa? Ai nói con khoan bê tông này. Mắc này là đỉnh luôn đấy. Đó, mọi người xem đây. Không chổi than mắc thân máy vỏ pin một triệu sáu cho mọi người, 1,6 triệu nhé, thân máy vỏ pin nhé. 22 1,6 triệu. Rồi tới đây là kết thúc video ngày hôm nay của mình rồi. Hôm nay mình mệt quá hơi rề nên video nó hơi dài, mọi người thông cảm nhé. Ai xem cần xem tới chỗ nào thì mọi người tua qua tới chỗ mình cần xem cho mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.